Một hoạt động khác cũng thuộc lĩnh vực công thương quản lý là việc phát triển các cụm công nghiệp. Đối với vấn đề này, trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển các cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương khu vực nông thôn. Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, các địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng làm tốt công tác cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ dẫn địa lý, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đến đầu tư đồng thời tăng cường gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để mạnh cải cách hành chính, quảng bá xúc tiến kêu gọi đầu tư, trên cơ sở đó chọn lọc thu hút các dự án đầu tư chất lượng có tính bền vững. Nhờ đó tính đến thời điểm hiện tại Long An đã có 60 cụm công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng với tổng diện tích trên 3.200 ha. Trong đó, có 22 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 622 dự án với diện tích đất đã cho thuê là 756 ha tỷ lệ lắp đầy đạt 77,6%. Theo kế hoạch dự kiến năm 2021 sẽ đưa vào hoạt động thêm 4 cụm công nghiệp. Việc thành lập các cụm công nghiệp có phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, giải quyết việc làm tại chỗ, đồng thời khắc phục tình trạng sản xuất phân tán, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát về môi trường.